Xin chào các bạn, hiện tại thì Khánh Tường đang có mặt tại quán cà phê Quán Ăn Hoa Giấy tại số 19 Huỳnh Tịnh của quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao nó lại là hoa giấy mà không phải là hoa mai, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ gì đó? Lý do là bởi vì ngay trên đầu Khánh Tường là một dàn hoa giấy rất là đẹp. Và theo Khánh Tường được biết thì hoa giấy là một trong những loài hoa mà nở quanh năm luôn, cho nên đây cũng là một trong những đặc trưng của quán ăn này. Bây giờ thì theo Khánh Tường được biết nó rất là nhiều món ăn, cả món ăn chay và món ăn mặn và nước uống nữa. Và trang trí ở trong này thì được decor rất là đẹp, cho nên là ngay bây giờ các bạn hãy cùng theo chân Khánh Tường để vào bên trong khám phá quán hoa giấy nha. Các bạn thân mến, sáng nay thì chúng ta đã đi chùa rồi, cho nên bây giờ Khánh Tường muốn là một địa điểm ăn uống của mình nó cũng sẽ liên quan một tí xíu. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn chay. Bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại tiệm cơm cà phê Hoa Giấy số 19 Huỳnh Tịnh của phường 8 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Khánh Tường sẽ order một vài món chay ra với lại nước uống. Dạ anh ơi, cho em order nha anh. Ngoài ra bên mình có mì quảng chay nữa. Rau thập tàn là rau gì anh? Dạ là nó nhiều loại rau, ví dụ như su xanh nè, với lại cà rốt nè, cải, rau muống. Giống như là kiểu là thập cẩm rồi. Dạ. Vậy thì anh cho em 3 món ha. Đầu tiên là hai món giống như là đặc sản món chay của quán mình, nấm hương kho thơm nè, đậu hũ kho nấm, với lại một rau thập tàn luộc chấm chao nha. Dạ rồi. Rồi với lại cho em nước là cho em một chanh dây nha anh. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin chào các bạn, Khánh Tường đã quay trở lại rồi đây với một mâm cơm đã có sẵn. Lúc nãy thì Khánh Tường đã gọi 3 món là nấm kho thơm, đậu hũ kho nấm và rau thập tàn luộc chấm chao. Rau thập tàn lúc nãy Khánh Tường có hỏi anh chủ quán là rau thập tàn là rau gì, tưởng nó một cái loại rau rừng gì đó nó lạ. Nhưng thật ra đó là thập cẩm nhiều loại rau. Ở đây thì Khánh Tường thấy là có mướp nè, có rau muống, có cải, có cái gì mà đắng quên rồi, khổ qua, đúng rồi. Tất cả các loại cùng luộc lên và chấm với chao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử. Ở đây thì có một nồi cơm trắng, đầy đủ chén, đũa. Nếu mà chúng ta đi 2-3 người thì chúng ta cũng có thể ăn luôn. Đây là chanh dây. Có một điều đặc biệt nha các bạn, có thêm một chén ớt, ớt sắc, để mà nếu như mà các bạn có ăn cay thì các bạn có thể để thêm vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cơm trước. Chúng ta sẽ lấy một lượng vừa đủ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn món này trước nha. Nấm kho thơm. Trong trí tưởng tượng của Khánh Tường á, là nấm kho thơm nó sẽ là thuộc dạng nếu mà tương đương với món mặn thì giống như kiểu là kho quẹt nha các bạn, nó sẽ sền sệt. Nhưng mà ở đây thì nó có một cái lượng nước vừa đủ. Và cái nước này nó cũng khá là đặc đặc một tí xíu. Mặn mặn, có cái độ ngọt của thơm, cây cây, tại vì có nguyên một miếng ớt đây. Thì nói chung là cảm thấy là vừa miệng. Thường thì Khánh Tường đi ăn một số quán chay á, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có nhiều quán nó sẽ hơi ngọt một tí xíu, có cái xu hướng là đồ chay sẽ nêm hơi ngọt một tí. Nhưng mà ở quán này thì món đầu tiên này thì thấy là vừa miệng, không có bị ngọt. Khánh Tường sẽ thử món đậu hũ kho nấm. Các bạn sẽ thấy là tại sao gọi hai món nấm, nhưng mà nấm này á, không biết có phải là nấm mèo, nấm gì ta, xíu Khánh Tường sẽ hỏi lại anh chủ quán. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử qua đậu hũ nha. Cái này cũng có nước luôn. Mình ăn cái gì xong mình cũng phải ăn thêm một miếng cơm. Chấm một miếng chao. Với cá nhân Khánh Tường nha, thì chao này nếu mà Khánh Tường thì Khánh Tường sẽ để thêm một tí đường nữa. Nó cái này nó còn hơi mặn một tí xíu. Nhưng mà đó là khẩu vị của Khánh Tường, không biết là các bạn như thế nào, các bạn có thể tới đây để thử. Riêng Khánh Tường thì thường thấy cái này nó hơi mặn một tí xíu. Mặn một tí xíu nha. Rồi, còn hai món này thì rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử thêm một cái một trong những loại rau thập tàn khác. Thêm một món nữa đó chính là khổ qua. Khổ qua này thì thường một năm mới thử ăn một lần vào 30 Tết.
mẹ nói là ăn khổ qua cho khổ nó qua, mà hôm nay thì mình sẽ ăn thử. Tự nhiên nhắc chị đắng chị đắng thiệt. Không biết là có phải là do Khánh Tường ăn đắng dở hay không, mà thường thấy hơi bị đắng một tí. Nhưng mà nếu mà để cho nó bớt đắng á, Khánh Tường nghĩ cái này luộc chín hơn một tí xíu nữa, lâu hơn một tí nữa thì nó chín hơn, nó mềm hơn, nó sẽ đỡ hơn. Trong lúc mà ăn cái này thì đã hỏi được anh chủ quán này, đây là món nấm gì. Anh cho biết là nấm hương kho thơm. Thì bây giờ Khánh Tường nãy ăn nấm rồi, bây giờ ăn thử thơm. Thơm bình thường thì thơm chín, nó rất là ngọt. Không biết nấu vào đây nó như thế nào. Cái vị ngọt của nó đã được lan tỏa ra khắp cái tô này, cái nồi này rồi. Thì không biết là bản thân nó bây giờ còn ngọt hay không. Ăn thử ha. Nó đi một vòng thì thấy là cái món này món Khánh Tường thích nhất. Vừa ăn nhất. Mặn vừa phải. Có cái độ ngọt của thơm nó vẫn còn được giữ lại. Nãy giờ thì hôm nay á, giống như Khánh Tường chia sẻ là do là mình đi chùa cho nên là mình ăn một mâm cơm chay. Nhưng mà quán của chúng ta tại quán Hoa Giấy này thì còn có đồ mặn nữa nha các bạn. Đồ nãy cái menu rất là dày, trước đó là rất là nhiều món ăn mặn, phía sau là có món chay. Cho nên là khi mà các bạn tới đây số 19 Huỳnh Tịnh Của thì các bạn có thể có rất là nhiều sự lựa chọn. Nãy giờ thì mình đã nói nhiều rồi, bây giờ Khánh Tường sẽ lo cho bao tử của mình ở đây để còn đi tìm nhiều địa điểm khác để giới thiệu cho các bạn nữa. Ăn nha, không ngại đâu nha, không ngại xấu luôn, đừng có cười nha. Quán có rất là nhiều không gian, nhưng mà nếu mà các bạn thích ngoài trời á, các bạn có thể chọn khu vực bên ngoài này để có thể vừa ngắm Hoa Giấy, ngắm dòng người qua lại và ăn. Nếu mà các bạn thích phòng máy lạnh á, thì bên trong cũng có phòng máy lạnh luôn giữa trưa nắng như thế này các bạn nha. Xin chào các bạn, sau khi mà ăn uống no say rồi thì Khánh Tường có một cái điều này muốn bật mí với các bạn. Đó chính là bình thường thì trong một số của đi đu đi đâu thì chúng ta chỉ có một địa điểm check in, sau đó là một địa điểm ăn uống. Thì đáng lẽ ngày hôm nay khi mà tới Hoa Giấy thì chúng ta chỉ ăn thôi. Nhưng mà trong quá trình ăn thì Khánh Tường lại phát hiện là quán này có rất là nhiều góc mà chúng ta có thể sống ảo được. Cho nên là bây giờ Khánh Tường sẽ tranh thủ một tí xíu thời gian để giới thiệu với các bạn ha. Biết sao không, nãy là Khánh Tường ngồi góc bên kia, xong điệu bên đây thấy có một cái không gian làm vừa ăn vừa nhớ nhà quá trời. Tại sao biết không? Đây, chắc chắn là các bạn nào mà quê ở miền Tây thì người ta thấy, các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc hình ảnh này. Cái này theo Khánh Tường tìm hiểu á, thì ngày xưa thời Pháp á, thì người ta gọi đây là cái gạt măng rê. Và ở miền Tây mình thì hay gọi nó là cái chạn. Mà quê Khánh Tường á, thì Khánh Tường lại thường hay gọi nó là cái tủ chén. Nói ra thì các bạn sẽ nhiều bạn cười, nhưng mà thật ra là từ nhỏ đến lớn thì mình biết trong ký ức của mình đây là cái tủ chén, nhưng mà mình có thể nhớ cái tên của nó thông dụng hơn là cái gạt măng rê nha các bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể tạo dáng bên một vùng ký ức tuổi thơ của chúng ta. Bên cạnh cái gạt măng rê này thì các bạn thấy là một bộ bàn ghế bằng gỗ, có một chiếc bàn và 6 cái ghế, đúng với số lượng bộ bàn ghế bình thường ở nhà của chúng ta luôn. Thì khiến cho chúng ta có một cái cảm giác là mình đi ăn giữa thành phố nhộn nhịp như thế này, nhưng mà vẫn có cái cảm giác gia đình. Bàn ghế giống như là ở nhà của mình ngày xưa luôn. Đôi khi là cái bạn của Khánh Tường ngồi ăn lúc nãy, Khánh Tường có nói với anh chủ quán là tại sao nó hơi khập khiễng một tí xíu. Nhưng mà đó là cái cảm giác đúng như là ở nhà mình luôn. Những cái bàn nó hơi siêu vẹo một tí, hơi cũ kỹ một tí, nhưng nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là đặc biệt. Rồi, kế bên đây là có một cái kệ tủ có những món đồ cổ vô cùng đặc sắc. Nhưng mà nãy giờ Khánh Tường vào là Khánh Tường điện ngay cái máy này. Đây là máy quay phim. Mà khi nãy Khánh Tường có hỏi thử anh quay phim đi cùng với ekip á, thì anh nói là, không biết là anh có nói đúng hay không, nhưng mà anh nói là rất là khó để tìm cái máy thứ hai. Tức là cái máy này rất là cổ và rất là đặc biệt nha các bạn. Máu nghề nghiệp tí xíu, mình sẽ nhắm thử. Rồi, không biết là cái nắp len ở đâu, nhưng hiện tại mình không thấy gì hết các bạn ạ.
Nhưng đây là cái máy thật sự, tại vì không phải là mô hình chơi được nha, thật sự tại vì có tay cầm và có mọi thứ luôn, có ống nhòm, có cả những hệ thống nút điều khiển. Chỉ là nó không còn hoạt động được thôi. Này. Nồi đất, bình hoa. Đây là một cái dĩa cổ. À, đây. Với những họa tiết rất là đặc biệt. À, hầu như là tất cả những đồ vật ở trong quán này thì đều là đồ cổ cả, và nó đồ cổ nhưng mà không phải là đồ cổ theo kiểu là để ở trong tủ kính lộng lại mình không được chạm vào, mà nó rất là gần gũi với chúng ta luôn, và chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng được cầm nắm nó và có thể chụp hình cùng nó. Và đó là mục tiêu của Khánh Tường khi mà giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chụp hình với những món đồ này. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đi Đu Đi Đâu cũng đã khép lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã được khám phá quán cà phê, quán ăn Hoa Giấy tại số 19 Huỳnh Tịnh của quận 3. Và Khánh Tường rất là tiếc khi mà phải nói lời chia tay với tất cả các bạn. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở nhiều số phát sóng tiếp theo nữa. Nếu như mà các bạn có một cái địa điểm nào đó thú vị và các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì có thể chia sẻ với tất cả chúng tôi. Bởi vì tiêu chí của Khánh Tường đó là mỗi một số như vậy sẽ đến một quận tại thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ với các bạn một địa điểm check-in sống ảo và một địa điểm ăn uống. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.